hãy đoán xem mình là ai. Trông có vẻ hot boy ở trường đấy. Kiểu mà cool boy mà có biết chơi thể thao nè, lại đẹp trai, học giỏi á. Cũng có vẻ hút buka đúng không? Thế nãy giờ là ngồi thẳng lưng rồi đó. Không, không. Em thích mấy cái gọi là bad boy. Thích bad boy xong rồi ghi story cho nhiều vô ha. Kệ người ta đi. Em chọn số mấy? Em chọn quyền trợ giúp. Trợ giúp gì? Hỏi nhanh đáp nhanh. Hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 1 phút. Bạn sẽ hỏi số. Dạ em hỏi anh số 5. 1 phút bắt đầu. Biết chiếc khăn do ấm không? Anh có biết chiếc khăn do ấm không? Biết. Anh có chiếc khăn đó không? Biết hát không? Anh có biết. Biết hát không? Biết hát bài đó không? Anh tập trung vào hỏi đi, đừng nghe bắt mình luôn làm gì. Anh có biết chiếc khăn theo không? Đi đừng hút là phân tâm. Hỏi đi. Hỏi luôn đi. Và em nghĩ rằng ở vòng 2 này ban bình luận có thể đoán đúng giống em không? Hay là em có lắng nghe ban bình luận nữa không? Dạ em có chứ. Vô đây phải nghe, không nghe mấy người đó cũng nói thôi. Hai anh chị cũng nói. Nhưng mà nghe để biết, để bỏ ngoài tai thôi. Đừng có để tâm nhiều. Mà được 25 triệu thì em có chia cho Quang Trung cái gì không? Anh lấy gì anh nhét cái tai bên này cho em lại được không? Em không muốn nghe những cái lời đó. Chết rồi. Tụi mình bỏ ngoài tai thiệt rồi chị ơi. Tự nhiên mà nói đoạn sau đúng sai gì em nghe không rõ luôn á. Chị Buka đó nói mấy cái lời xui không à? Thôi, thường chị nói những lời xui đó cho em hên á. Mà xui thiệt không à? Nãy chị nói xui là xui thiệt luôn. Nãy chị chọn số 5, em chọn số 1 là em đúng đúng không? Một lát đừng chọn chung với chị lại sẽ đúng. Em thấy nãy cái thầy số 4 nói hơi lắp bắp. Em trừ thầy số 4, em chọn thầy số 5. Hãy bấm chuông nếu em chốt. Em chốt số 5. Một lần nữa số 5 lại được trao cơ hội. Em trao cơ hội cho anh lần thứ 2 rồi nha. Anh liệu đó. Anh liệu đó. Ờ trời, tự nhiên tụi em chỉ muốn khẳng định với khán giả là bây giờ tụi em vô can nha. Mất 25 triệu là do anh rồi đó, anh biết chưa? Nói như ta chồng mình vậy đó. Anh đã hiểu vì sao đến bây giờ em mới còn độc thân hả? Cứ vậy đi. Sao? Em thấy rất là mãn nguyện cho chị. Em dám cược cái gì không? Bây giờ cá đi, nếu mà Hà Thu thua, Hà Thu mất cái chức á hậu. Nếu mà em mà thua thì em mất chức á hậu. Nếu mà hai người này thua thì phải đổi tên. Đây là ban bình bậy. Ban bình bậy. Ban bình bậy à. Chứ không được là ban bình luận nữa. Là ban bình loạn đấy. Ban bình bậy. Ban bình bậy luôn anh. Loạn là nó còn đỡ à. Là có đúng có sai à. Đây là bình bậy từ đầu đến cuối luôn. Không à. Đúng cái nào. Thôi. Kệ đi, bình bậy. Mắc cười. Kệ đi, bình bậy nhưng mà tôi còn có chỗ ngồi. Vâng, kết quả cuối cùng số 4 không phải là người viết thư pháp, mà số 5 mới là người viết thư pháp. Số 5 mới là người viết thư pháp. Bây giờ anh ngồi, anh đưa số 5 ngồi em. Anh ngồi nhanh nhẹ lên. Ngồi nhanh nhẹ lên. Hà Thu vẫn đang choáng váng. Anh phải nói thật với Hà Thu, bây giờ anh mới nói. Anh nói đi anh, giờ hết ý nghĩa rồi anh đừng nói luôn cũng được. Số 5 là một người quen của anh. Anh biết bạn ấy là người viết thư pháp. Nhưng anh không thể tiết lộ được như bạn nói, anh chỉ là người kết nối thôi. Vấn đề anh chỉ là người đưa ra cho em lựa chọn thôi. Nãy anh là người nói với em là phải yêu nhiều người, không được yêu một người. Đấy là điều anh nói còn nghe không là việc của em. Bình tĩnh nào thôi, em cứ đứng đây. Anh nghĩ là em bình tĩnh được không? Không sao đâu, em đằng nào tiền mất rồi, không còn cái gì đâu. Chị ơi, đã chưa tiền mất mà còn được tập mang nữa. Tướng như vậy còn gì.